Thưa quý vị và bà con, trong những năm gần đây thì cây có múi đang góp phần không nhỏ vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Tuy nhiên thì không phải địa phương nào, người dân nào cũng biết quan tâm bổ sung chất dinh dưỡng để cây cho năng suất, chất lượng quả tốt nhất. Với 1,5 hectare cam hiện có, mỗi năm gia đình chị Nguyễn Thị Nga thu về hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng ngoài việc sử dụng những loại thuốc phun trừ khi phát hiện có sâu bệnh, thì chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bổ sung phân bón vi lượng để tăng sức đề kháng, giúp cây ra hoa, đậu quả tốt hơn. Là một nhà vườn trồng cam thì trong cái giai đoạn đi là giai đoạn rụng quả sinh lý. Thì nhà vườn như nhà em thì cũng quan tâm là cái vấn đề là làm sao để cho quả hạn chế rụng nhiều hơn, để cho đạt năng suất sản lượng. Vườn nhà em vừa rồi là hành bị một cái bệnh là cứ bị thối quả, nó rụng rất nhiều. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện có hàng chục nghìn hộ trồng cây có múi nói chung và cây cam nói riêng. Đáng nói là hầu hết đều chưa hiểu rõ vai trò của dinh dưỡng trọng yếu đối với mẫu mã và chất lượng quả. Nhiều nhà vườn vẫn nhầm lẫn giữa một số các triệu chứng thiếu dinh dưỡng với một số triệu chứng bệnh hại do vi sinh vật gây ra. Và đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng hoặc gây lãng phí. Những khuyến cáo chia sẻ sau đây sẽ giúp bà con khắc phục được tình trạng này. Ở cái giai đoạn mà cái quả mà sau khi mà rụng cành hoa, thì ở giai đoạn này là bắt đầu là hình thành quả non và cũng là cái giai đoạn mà rụng quả sinh lý lần thứ nhất. Khuyến cáo bà con là nên dùng cái hữu cơ, giả sử như cái bo thì dùng cái hai bo của tập đoàn Lộc Trời, hay là cái vi lượng, cái siêu vi lượng DE80 của tập đoàn Lộc Trời, đó là những cái sản phẩm hữu cơ, nó rất là an toàn đối với cây trồng. Nếu như lỡ mà mình có dùng có nhiều thì nó cũng không, nó cây trồng nó chỉ hụt đủ chứ nó không thừa ra, giống như kiểu mà một số cái vi lượng vô cơ thì nó sẽ làm cho rụng quả, hay là nó sẽ làm cho biểu hiện là gọi là thừa, nó sẽ gây tác dụng ngược đó. Ngoài ra thì cái giai đoạn này cũng khuyến cáo bà con luôn, đó là nên phòng một số cái bệnh như là cái bệnh sương mai đó. Sương mai ở trên cây cam nó cũng là một cái tác nhân mà nó làm cho rụng quả, cho nên cả bà con nên dùng cái sản phẩm Insuran là chuyên trị cái nấm sương mai. Thì cái thời điểm này bà con cũng lưu ý là cái ghẻ loét đó, cũng là cái thời điểm mà bắt đầu là thời tiết nó ẩm lên thì ghẻ loét nó xuất hiện, thì bà con cũng nên dùng cả cái sản phẩm là Isocop. Thì Isocop thì là thuộc dạng là đồng, nhưng mà đồng này là đồng phát sản và nó là thuộc trung tính, cho nên được phép cộng với các cái loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Nhưng lưu ý rằng khi mà pha Isocop thì bà con nên pha đầu tiên, và những dạng hạt như Insuran thì nên bỏ vào đầu tiên để chúng ta pha, còn các cái dòng thuốc khác thì nên bỏ vào sau. Mà đặc biệt lưu ý cái dinh dưỡng như cái hai bo hay là cái bom flower thì bà con nên lắc kỹ trước lúc sử dụng. Một cái lưu ý nữa là gì, thời điểm này cũng kết hợp luôn, đó là con cầu cấu nó sẽ ăn cái lá, nó làm cho bộ lá nó sẽ bị giảm đi khả năng quang hợp, cho nên bà con cũng có thể kết hợp luôn cái Siberan. Đó, Siberan là cái dạng thuốc trừ sâu cúc tổng hợp, nó là dạng nước. Nhưng là khi mà kết hợp đó thì bà con lưu ý là nên pha vào nó là sau cùng, vì nó là thuộc dạng EC và nhũ dầu. Đó, thì bà con có thể kết hợp mấy cái loại thuốc trên. Chúng ta vừa bổ sung dinh dưỡng, vừa bổ sung phòng bệnh, vừa là trị cái sâu. Nếu các nhà vườn đầu tư áp dụng tốt các giải pháp về dinh dưỡng, nhất là dinh dưỡng hữu cơ trên cây có múi, trong đó có cây cam, không những khắc phục được các hiện tượng cam thối, cam bung, cam ngơ, chín ngược, mà còn cho ra những sản phẩm an toàn, mẫu mã đẹp và năng suất cao, từ đó góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho bà con.